Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị, nhiều người dân không thể có những cái hoạt động sản xuất kinh doanh và tiền thì cũng không biết để đầu tư vào đâu khi mà lãi suất giảm. Vậy thì gặp những cái lời chào mời như là 30-50% lãi một tháng, đây là mức lợi nhuận mà nhiều sàn ngoại hối Forex hiện nay đang quảng cáo, cam kết với các nhà đầu tư nếu họ bỏ tiền vào đây. Mức lợi nhuận quá cao khiến cho hàng chục nghìn người khắp các tỉnh thành tham gia Forex như là một trào lưu. Và cái câu hỏi đặt ra là đầu tư Forex có dễ kiếm tiền như vậy hay không? Thời gian qua, Bản tin Tài chính Kinh doanh đã liên tục phản ánh loạt phóng sự điều tra về các sàn giao dịch Forex được gắn mác quốc tế. Mỗi sàn Forex đều có những cách thức hoạt động khác nhau, nhưng người tham gia đều có chung một điểm, ước mơ làm giàu một cách chóng vánh, nhưng mà kết cục lại mất hết tiền. 0,8-1% một ngày, 20-24% một tháng. Đây là mức lãi suất mà nhóm Lion Group đưa ra nếu ai đầu tư vào sàn Forex có tên là FX Trading Market. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ vốn, sau đó ngồi chơi xây nước, nhận lãi khủng. Bởi giao dịch đã có ban chuyên gia làm hộ. Ít nhất đã có trên 40.000 người tham gia vào nhóm này. Thế nhưng, đầu năm nay, sàn FX Trading Market đã đóng cửa, dừng hoạt động. Ban chuyên gia và nhóm Lion Group cũng chính thức cắt đứt liên lạc với những người tham gia. 30% một tháng. Đây là mức lợi nhuận mà nhóm Elite Team cam kết khi đầu tư vào sàn Bustrade. Cũng vẫn chiêu bài để chuyên gia giao dịch hộ. Cam kết chỉ có thắng. Hàng chục nghìn người cũng tham gia vào nhóm này. Thậm chí rủ rê, mời chào thêm anh em, bạn bè, người nhà cùng bỏ tiền vào. Tháng 5 vừa qua, sàn Bustrade này bỗng dưng không cho người tham gia rút tiền, mà yêu cầu nhà đầu tư phải mua một đồng tiền ảo có tên là B-Token với giá đắt đỏ. Sau khi mua xong, thì đồng B-Token này cũng rớt giá không phanh. Nhà đầu tư cũng mất đến hơn 99% tài sản. Cứ đặt lệnh là thắng, việc nhẹ, lương cao. Trong group nhóm Fly Team, hàng nghìn người đã dỉ tay nhau nhanh chóng xuống tiền cho kịp. Lãi suất 15% một tháng. Giới thiệu người mới thì ăn hoa hồng nhiều cấp bậc, thu nhập hàng chục, hàng trăm triệu đồng trong một tuần. Nhưng tiền lãi chỉ được hiển thị bằng đồng tiền ảo có tên là USE. Muốn rút ra thì phải mất từ 5 đến 7 ngày. Hàng nghìn người nhanh chóng tham gia vào nhóm Fly Team, dù không ai biết sàn DeFi thực chất là của ai và đến từ đâu. Cơ hội triệu đô thời Covid, chuyên gia đọc lệnh tỷ lệ thắng 80%. 7 tháng qua, nhóm The Legend Group cũng đã liên tục tổ chức những sự kiện đông người để thu hút tiền đầu tư, quảng bá cho 3 sàn Forex, Bio. Nhóm này cam kết sinh lời ít nhất 20% một tháng, thậm chí còn bán bảo hiểm vốn cho nhà đầu tư. Hàng nghìn người đã bỏ tiền vào đây, thậm chí còn tham gia các lớp học về thủ lĩnh huyền thoại. Cách đây ít ngày, cả 3 sàn Forex ở trên này bỗng dưng không còn truy cập được. Những người sáng lập ra The Legend Group cũng lặn mất tăm. Xem xong đoạn clip vừa rồi thì tôi có một câu hỏi muốn gửi tới quý vị khán giả, mà đặc biệt là những quý vị đang tham gia đầu tư vào những sàn Forex, đó là quý vị có nhận ra điều gì bất thường không? Đó chính là dù các sàn Forex đều được gắn mác quốc tế, nhưng mà muốn tham gia vào đây bắt buộc phải thông qua một nhóm tại Việt Nam. Người ngoài nhóm thì không thể tham gia đầu tư vào các sàn này. Chúng ta hãy lấy luôn các ví dụ đi ạ. Sàn FX Trading Market thì do nhóm Lion Group đứng ra kêu gọi, Bustrade thì do nhóm Elite Team, DeFi thì do nhóm Fly Team đứng ra, hay là sàn Bawin.network, WisdomGlobal.com, LibertyBull.com là do nhóm The Legend Group bảo trợ. Nếu không có các cái nhóm này môi giới hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, rút tiền thì người ngoài nhóm khó mà tham gia đầu tư vào các sàn này được. Điều này đặt ra nghi vấn về việc phải chăng những sàn Forex được gắn mác quốc tế ở trên là do các cái nhóm này tự lập ra, tự điều khiển và chi phối. Thời gian gần đây, hàng chục sàn Forex trái phép đã liên tục bị lực lượng công an triệt phá. Có thể kể đến gần đây nhất, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá 4 sàn Forex tiền ảo trái phép, trong đáng chú ý là sàn Error Forex. Sàn này đã sử dụng vỏ bọc pháp nhân là công ty Error Forex tại Anh, thu hút gần 12.000 người tham gia với tổng số tiền lên đến cả 100 tỷ đồng. Đáng chú ý là nhóm cầm đầu sàn này đã thừa nhận 4 sàn Forex gắn mác quốc tế chỉ là chiêu trò lừa đảo. Website đã được thuê để lập trình và các đối tượng hoàn toàn có thể chi phối được các sàn này. Phần mềm MT5 là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài.
Trong đấy thì nó có chức năng là đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng. Chúng đang lợi dụng tên của các sàn quốc tế để mà quảng cáo, mời gọi các nhà đầu tư vào các sàn này. Khi đã không được cấp phép thì chúng đánh sập cái sàn này bất cứ lúc nào do chúng điều hành. Hoạt động theo phương thức đa cấp nhưng đối với một đồng tiền ảo do tự các đối tượng nghĩ ra thì đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định. Thế thì cái này đều là vi phạm. Và tất cả các tổ chức cá nhân đang tham gia vận động cho người tham gia đầu tư thông qua các cái sàn đầu tư tài chính thế này thì đều có thể bị xử lý hình sự. Tham gia Forex, lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy rõ nguy cơ mất tiền. Ngân hàng Nhà nước hiện chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức cá nhân nào kinh doanh sàn Forex, chúng tôi xin được nhắc lại. Vì thế, những người đang tham gia vào các sàn Forex bất hợp pháp hiện nay là đang vi phạm pháp luật. Bởi chính họ cũng là người mời chào thêm những người tham gia mới ở dưới họ. Họ là người gián tiếp khiến cho những người ở tuyến dưới bị mất tiền.